ដោយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើតុងចាំបង្កងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបង្កងរៀបចំធ្វើបង្កងបន្តបងវិញចាញ់ដាក់ឆ្កឹះខួរវាដាក់ចានសិនខួរបង្កងយើងឆ្កឹះដាក់ចានហើយសម្រាប់ទុកក៏ដាក់នៅពេលក្រោយគេបង្អស ua ban ta ban tách tê hãy lời yên chắp đang chất bần lai cà rọt bò dưỡng chất tâm và răng biết chết biết đó chặt trung chặt bật tông mình có mấy cái riêng tôm tích ta cho mình bọc riêng សកលលោកសិស្សអរវិទុំឯងរៀនតួនយើងពេលប៉ុនរៀនតុំបន្តិចហើយឡើយយើងចាប់ផ្ដើមតាមគួរសត្វព្រៃThank you.
đông nó dân đặt chúng nó một đông tới nó một đông thì miền vì đông tối tối đã ở trên chuồng tới dân đặt vì đông tới vì đông tối tối đây nước nóng mà đông thông nó dân đặt chân nóng krương krương bao dân tục đặt nó đặt có cường mình vốn mình đặt ở là ngày mình sẽ đài tới hay dân chặt bên cha đi chơi rồi tết mà bây giờ phong cường bao dương đặt cường chơi con dương riêng răng sạch hay việc khác tật hay răng sạch hay dương chặt tật chối là môn ai là môn cho môi nâng đặt bằng lái dương chặt tật cầm tràn tới hay dương tập thang lần thì tới hơi sầm lo bao nhiêu ban phục hái nhưng được bộ phục tịch tịch chân tới mọi việc bây giờ đặt họ bàn lại chỗ nên sạch bàn lại sạch chỗ muốn và bị chân bó rất hay nó tâm bà răng lên chỗ hay nó dân cô về sọc cổ bị tụng tịnh xem lo chưa được bằng bằng lai hái bằng pu mà đong tiết hay dương đã dương bằng khô để dương các bạn thì các bạn có biết trồng bia riêng mình tới hay dương chắc đang phải thôi lên một tí thôi lên một tí hay dương chặt bia tới chặt khô này cho được năm
sầm lò bao dưỡng hay dân còn chí chí hay là lập tấm cho phần sầm lò đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ tông giam bằng cò chui nè đập sạch cột mốc mà xanh chị ở miền sạch cột mốc đập sạch bao rư cò sạch đây các bạn sáng dương chưa chặt này chân hơi 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 tông giam bằng con dưỡng nè chui khăn nè vội tới mông con.